Đường ống CPC ngừng hoạt động, buộc Kazakhstan phải cắt giảm 1/5 sản lượng dầu. Bộ Năng lượng cho biết vào hôm thứ Ba, Kazakhstan sẽ mất ít nhất 1/5 sản lượng dầu trong một tháng sau khi thiệt hại do bão đối với các điểm neo đậu để xuất cảng dầu thô từ Caspian Pipeline Consortium, gọi tắt là CPC. Bộ cho biết trong một tuyên bố, nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ sẽ phải cắt giảm sản lượng dầu 320.000 thùng mỗi ngày, tương đương 20%, cho đến khi việc sửa chữa được hoàn tất để khôi phục hoàn toàn công suất của bến cảng Biển Đen của CPC. Việc cắt giảm có thể gây thiệt hại cho các mỏ dầu khổng lồ do các công ty khai thác dầu mỏ phương Tây vận hành như CVS and Tizen do Chevron đứng đầu, cho biết họ đã phải bơm dưới công suất do các hạn chế của CPC. Trong một sự việc làm nổi bật sự phụ thuộc của quốc gia Trung Á này vào lãnh thổ Liên Xô cũ là Moscow, nhà ga CPC gần cảng Novorossiysk của Nga đã bị đóng cửa hoàn toàn trong thời gian ngắn trong một trong tháng này sau khi một cơn bão làm hư hại các điểm neo đậu của họ.